Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kinh Cơm Việt Nam. Mình là Long. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề về hội nghị webcam. Vậy tại sao chúng ta cần đến những chiếc webcam hội nghị cao cấp, giá rất là cao? Mình sẽ nêu một số ví dụ. Bạn đi một chuyến công tác chỉ để họp với nhân viên về một chủ đề nào đó. Bạn phải tốn công sức đi lại nè, mất thời gian đi máy bay rồi đi xe, rồi tốn chi phí khách sạn. Bạn phụ thuộc vào thời tiết, phụ thuộc vào tình hình giao thông. Và chi phí bạn đi công tác thậm chí là dư sức để mua một con webcam hội nghị cao cấp. Ví dụ thứ hai, vừa rồi dịch bệnh ai cũng phải nghỉ ở nhà, không thể đến công ty làm việc được. Nhưng để duy trì tiến độ công việc cũng như là theo dõi sát công việc của chúng ta thì công ty vẫn phải thường xuyên tổ chức những cuộc họp. Vì vậy, đối với những cuộc họp mà không thực sự cần thiết bắt buộc phải họp trực tiếp thì webcam hội nghị sẽ là một sự lựa chọn tối ưu, bất kể là về mặt chi phí hay là về hiệu năng. Trên bàn là chiếc webcam hội nghị của Logitech BCC950. Chất lượng video call thông qua phần mềm của chiếc webcam này là Full HD 1080. Ống kính có chất lượng là 0.9mm, được tích hợp micro đơn hướng, phạm vi thu âm là 2.4mm, có tính năng chống ồn, được kết nối qua cổng USB-A thân thiện. Ngoài ra, chiếc webcam này còn có thể điều khiển qua remote và ống kính cũng có thể di chuyển đa hướng thông qua điều khiển remote. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ test thử thực tế chất lượng hình ảnh cũng như là tính năng của chiếc webcam này. Đây là một số thông tin chính về sản phẩm webcam hội nghị Logitech BCC950. Nếu bạn nào quan tâm đến sản phẩm, hãy liên hệ ngay nhân viên của Kinh Cơm để được hỗ trợ và tư vấn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.